Tâm Trí Hiền chào bác nhá. Chào mừng các bác đã quay trở lại kênh em. Tiếp tục với chương trình video thì em lên nhanh vào một số mã hàng bên em đang xả kho bán nhanh luôn nhá. Đấy thì em sẽ đi vào những cái sản phẩm đầu tiên trong cái video này. Các bác xem video thì đừng quên ủng hộ em, xin nút like cũng như nút đăng ký kênh đón xem sản phẩm và video mới nhất của em. Và lưu ý cho em khi mà các bác mua hàng thì hóa đơn trên 200k nhá. Nhớ cho em là trên 200k là các bác sẽ được miễn phí ship, giao hàng toàn quốc, nhận hàng, kiểm tra và thanh toán nhá. Em sẽ đi vào những cái sản phẩm đầu tiên trong cái video ngày hôm nay. Sản phẩm đầu tiên thì lên luôn cho bác mã hàng đó là cái phích cắm chân dẹt này. Đấy, về các bác chuyên để cắm ổ điện Nhật các thứ nhá. Đấy, những cái ổ điện Nhật là nó hay dùng chân dẹt thì các bác mua về cho em. Hàng này thì của nó sẽ là hàng chân đồng nhá. Có nhìn này, hàng chân đồng, chân dẹt chân đồng. Và dòng nhựa sẽ là dòng nhựa chống cháy, chống va đập, chống vỡ nhá. Đó, con này về các bác sử dụng xài rất ok. Đấy, không lo mua via chập cháy gì cái phần này. Các bác nhìn cái phần thớ đồng rất là dày. Đó, đồng rất dày luôn nhá. Đấy, chứ không phải là dạng đồng mỏng đâu. Rất dày luôn, chắc chắn chất lượng lắm. Cái này thì em xả kho bán rẻ thôi. Chỉ có 10.000 một phích thôi nhá. Thì các bác cứ lên mã thì em sẽ là phích cắm chân dẹt nhá, phích cắm chân dẹt. Đó, phích cắm chân dẹt về các bác chuyên để cắm ổ điện Nhật là ok, hoặc các bác xài gia đình cũng ok luôn. 10k. Đấy, 10k cho một chiếc phích cắm chân dẹt nha. Lấy bao nhiêu cái tính bấy nhiêu tiền. Thế thôi các bác nhá. 10.000. Một chiếc phích cắm chân dẹt nhá. Đấy, 16A 250V này, dùng ok luôn. Đó. Phích cắm chân dẹt nhá, 10k một chiếc này. Tiếp theo thì ở đây em có ít cái mã hàng đó là cái đầu bắn tôn của Makita. Hôm nay thì em lục kho, dọn kho, sót kho còn một thùng rồi nữa, chắc khoảng tầm vài chục vỉ nữa em lên mã xả kho luôn. Dòng đầu bắn tôn của Makita nhá, cái này để chuyên các bác bắn tôn. Đấy, bắn tôn những cái mã đầu tôn phổ thông đó, cái đầu 8x42mm. Cái này thì có phần nam châm từ tính luôn nhá. Đây các bác nhìn viên nam châm này, có nam châm từ tính luôn, hàng của Makita. Makita Collection này. Achi Japan nhá. Đấy, hàng chuẩn chính hãng của Makita rất ok luôn. Còn sót kho khoảng tầm 20 vỉ em cũng lên mã xả kho luôn này. Báo nhanh bác luôn, nếu mà các bác có nhu cầu mua nhiều, mua cả vỉ như này thì một vỉ nha. Bên em đang gửi bác giá sẽ là đi bữa trước đang bán là 90k, hôm nay em xả kho luôn. Bán nhanh bác luôn, giá chỉ còn là 60.000. 60k cho một cái vỉ đầu bắn tôn của Makita này, 60.000. Một vỉ này là 10 đầu nhá, 245, tổng là 10 đầu. Với giá sẽ là 60.000. Giá quá hạt rẻ luôn, giá quá hạt rẻ luôn. Còn nếu mà các bác muốn mua lẻ một đầu một thì bên em sẽ bán lẻ một đầu. Một đầu thì sẽ là 10.000 một đầu, 10k một đầu nhá, 10k một đầu thôi. Còn các bác mua lẻ các bác mua theo combo cả một vỉ này luôn thì giá nó sẽ tốt hơn. Một vỉ là 60.000 nhá, một vỉ đầu bắn tôn như này là 60.000. Bác nào mà thợ thuyền anh em dùng nhiều thì nên mua cả vỉ về dùng cho nó thoải mái. Đấy, mà dùng nói chung là ok, hàng Makita là dùng quá chất lượng rồi. Đó, hàng hãng đàng hoàng nhá. 60.000 một vỉ 10 đầu nhá. Còn nếu mà các bác mua một đầu thì sẽ là 10.000 một đầu nhá. 10.000 một đầu bán lẻ, còn mua cả vỉ 10 đầu thì sẽ là 60k. Đấy, giá này đang giá hiện tại đang là giá rất tốt luôn đấy. Bình thường là các bác mua một đầu này rơi khoảng tầm 3-40.000 một đầu này. Bên em đang bán chỉ một vỉ 10 đầu chỉ có 60.000 nếu mà mua cả vỉ, còn nếu mà mua một đầu một thì sẽ là 10.000 một đầu các bác nhá. Tiếp theo thì về cho các bác về thêm cho các bác cái mã hàng đó là cái bon bóng LED 16W này. Các bác sử dụng rất đa năng luôn. Đây, dòng bóng LED công suất của nó sẽ là 16W nhá. Đấy, sử dụng nguồn 220 điện 50-60Hz nhá. Đấy, con này sử dụng điện Việt Nam ok. Đuôi của nó sẽ là đuôi xoáy và nó sử dụng rất là nhiều những cái phần mắt LED này. Đấy, và cái hay của sản phẩm này là nó có chỉnh được nhiều cái chế độ sáng là nhiều màu khác nhau nhá. Nó có ánh sáng vàng, ánh sáng trung tính và ánh sáng trắng, rất là hay. Các bạn nhìn này, nó làm rất là cực kỹ cẩn thận luôn. Cái phần thân này của nó sẽ là thân nhôm nên là khi mà các bác xài nó tản nhiệt rất là tốt. Đấy, khi mà tản nhiệt tốt thì những cái linh kiện bên trong nó rất là bền, xài rất là ok. Đây em sẽ test cho bác coi nhá. Đấy, lấy luôn cho bác là cái đuôi đèn lò xo này. Cái đuôi đèn lò xo này hiện tại bên em đang bán là 30.000 một cái đuôi nha. Đấy, 30.000 một đuôi nha, thì các bác có thể mua thêm. Đó, các bác xoáy vào đây. Đó, xoáy vào đây nhá. Đó, sau đó là các bác kết nối với lại nguồn 220 là các bác sử dụng thôi. Đấy, nó lên này. Đây em sẽ tắt đi để em test lại từ đầu nhá. Đầu tiên các bác bật này, chế độ thứ nhất này. Đấy là sẽ lên ánh sáng màu trắng nhá, ánh sáng màu trắng này. Đấy, bật lên phát nữa nó lên ánh sáng màu vàng này. Đấy, tắt đi này, bật lên phát nữa này. Đây là ánh sáng vàng trắng lẫn lộn nhá, vàng trắng lẫn lộn này. Đấy, còn này, các bác tắt đi nó tắt hẳn này. Đấy, 1 này. 2 này. 3 này, tức là nó có 3 chế độ sáng nhá, 3 chế độ sáng cho mỗi con đèn này. Thì các bác có thể sử dụng đa năng trong công việc. Ví dụ như các bác xài bình thường, chiếu sáng bình thường thì các bác cứ để cho em chế độ là ánh sáng màu trắng cho nó sáng sủa này. Muốn chuyển sang chế độ là học tập làm việc này, đấy các bác cần cái ánh sáng màu vàng. Thứ nhất là nó bảo vệ mắt này, thứ hai là tốt cho mắt thì các bác chuyển sang cho em là cái chế độ ánh sáng màu vàng thôi nhá.
Còn các bác muốn ánh sáng trung tính đấy thì các bác chuyển về cho em là cái chế độ cả sáng cả vàng lẫn lộn nha. Đây, cả sáng cả vàng lẫn lộn nha. Đấy, cái này thì nó lẫn lộn cả sáng cả vàng, à cả trắng cả vàng. Đấy, còn không thì các bác chỉnh thì các bác cứ tắt đi bật lên là nó sẽ chuyển các chế độ khác nhau nhá. Thiết kế cực kỳ thông minh và rất là hay, một con bóng đèn đa năng. Đấy. Con này là em hay bán cho các bác ở trong tiệm vàng. Đấy, tiệm vàng, tiệm đá quý, rồi là tiệm đồng hồ hoặc là tiệm điện thoại là các bác hay dùng cái bóng này để các bác chiếu sáng những cái phụ kiện ở trong tủ ấy, nó lên màu rất là đẹp luôn vì nó có đa năng các chế độ sáng mà, nên là nó lên màu sản phẩm rất là đẹp luôn. Con này thì bên em đang gửi bác giá sẽ là 30.000 một bóng nhá, 30k bóng. Bóng bên em thì nó sẽ là công suất 16W nhá. Đấy, bình thường là thị trường đang bán bóng chỉ có 12 13W thôi. Bên em bóng là bóng 16W. Đấy, giá thì chỉ có 30k thôi. Đưa lên mã em sẽ là cái bóng 16W này. Bóng 16W nhá, với giá sẽ là 30k cho một cái bóng 16W nha, 30k một bóng. Có rất nhiều chế độ sáng, chế độ màu ánh sáng khác nhau nhá, trắng, vàng, trung tính. Tiếp theo thì đó là cái đuôi lò xo. Đây, cái đuôi lò xo này thì vừa các bác em đã test các bác xem rồi. Cái đuôi này thì nó có thể là bẻ uốn các kiểu này, uốn các hướng này. Và có phần công tắc bật tắt ở phần đuôi đèn luôn nhá. Đấy, dùng thì các bác bật lên, không dùng mình thì có thể tắt đi, rất tiện dụng, không cần phải rút ra hẳn đâu. Đây là cái phần chân nguồn, cắm trực tiếp vào nguồn 220 là xài. Đuôi của nó sẽ là đuôi xoáy nhá, đuôi xoáy. Đó. Cái này thì bên em đang gửi bác một cái đuôi lò xo như này, với giá sẽ là 30.000 đúng không nhá, 30k. Cứ lên máy em sẽ là cái đuôi lò xo. Đấy, đuôi lò xo. Đuôi lò xo này với giá sẽ là 30k cho một cái đuôi lò xo nha. Đấy, đuôi đèn lò xo nhá, đuôi đèn lò xo. 30k cho cái đuôi lò xo vì nó có cái phần lò xo nó có thể bẻ uốn dẻo như này. Đấy, uốn dẻo các hướng này, rất tiện dụng luôn. Đó. Cắm trực tiếp vào nguồn là các bác sử dụng, các bác có thể mua kèm cùng với bóng các bác nhá. Bóng là 30.000 nhá, bóng 16W là 30k. Đuôi đèn lò xo cũng 30k luôn. Đấy thì các bác có thể mua lẻ hoặc là mua theo bộ cũng được. Đấy. Bóng 30, đuôi đèn 30, bóng 16W nhá. Đuôi đèn là đuôi đèn lò xo. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mang hàng đó là cái dụng cụ xoay eo tập thể dục này. Đấy, cái này cũng rất là hay nhá. Các bác mua về để tập thể dục, tập eo, tập người các thứ này. Đó. Đặc biệt dùng cho các bác người già dùng rất là hay, rồi là người trẻ dùng ok luôn. Cái này rất là dễ xài, các bác chỉ việc đứng lên đây, các bác để đất, các bác đứng lên sau đó các bác cứ xoay này thôi. Xoay này thì cái phần bụng biếc, eo biếc các thứ này nó sẽ thon, nó đẹp hơn. Đó, giảm mỡ bụng các thứ này. Và đây là những con những cái lỗ nó lồi lên này. Đấy, khi mà các bác đứng đây nó vừa massage những cái dây thần kinh ở bàn chân, lòng bàn chân khi mà các bác giẫm vào đây nhá. Đấy thì giúp lưu thông khí huyết, mạch máu ở khu vực bàn chân, giúp đỡ tê chân tay các nhá. Tê bì chân tay, lưu thông máu khí huyết, rồi là sử dụng dùng để cái phần eo nhá, đặc biệt là cái phần eo này, phần eo, phần chân này. Đấy, nó sẽ thon gọn, nó đẹp hơn. Đó. Cái này thì em báo giá luôn. Lên mã anh em sẽ là cái dụng cụ xoay eo tập thể dục này, xoay eo. Đấy, xoay eo nhá. Xoay eo này thì giá thì bình dân thôi, 40.000 cho một cái xoay eo nha. Chỉ có 40k cho một cái sản phẩm này nhá. Đây em sẽ gọi người mẫu đây em test cho bác coi này. Đây nha, đấy các bác cứ để đất này, sau đó các bác giẫm lên này. Đấy, giẫm lên là các bác quay lắc này. Đấy. Khi mà quay lắc thì cái phần hông này. Đấy, rồi là tay chân thì các bác cứ vung vẩy đi. Đấy, vừa tập thể dục này rồi là cái phần eo ót các thứ nó thon gọn hơn. Đấy, rồi là massage chân trước ok luôn nhá. Đấy, tập thể dục. Sử dụng tại nhà là quá ok luôn đấy, chỉ có 40.000 thôi cho một cái sản phẩm về vấn đề sức khỏe này thì các bác tội gì mà các bác không mua cho mình một cái. Đấy, nó hỗ trợ giúp các bác sử dụng sức khỏe rất ok. Đấy, nó cứ xoay xoay thôi, rất ok. Có thể xoay tròn luôn nhá. Đây có thể xoay tròn luôn này. Đấy, xoay tròn 360 độ luôn, tùy nhu cầu của bác sử dụng nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái cây bơm tay inox này, hàng của Kirito. Con này các bác dùng gia đình này. Rồi là các bác quán thợ sửa xe các bác cũng có thể dùng con xem con này. Thoải mái luôn. Hàng này thì của Kirito. Cái bản chất của cái sản phẩm này là nó sử dụng cái ống, đó là cái ống này là cái ống inox, nên là các bác xài nó rất là bền, nó không bị rỉ sét mà nó rất là trơn. Inox thì nó rất là trơn tru, nên là khi mà các bác sử dụng xài cái phần lá gió bên trong ấy, nó trơn thì cái lượng hơi nó ép nó đều, mà thứ hai là các bác bơm nó nhàn, nó trơn tru thì bơm nó sẽ nhàn đúng không ạ. Bình thường là những cái ống kim loại mà lâu các bác không xài ấy, là nó rỉ, mà khi mà nó rỉ thì các bác bơm nó rất là nặng đấy, nhưng con này bơm rất là nhẹ. Con này thì các bác cứ nhận hàng, các bác kiểm tra, sau đó là các bác bơm test thử xem luôn. Đảm bảo với các bác là các bác ưng luôn về cái sản phẩm này. Bên em bán rất nhiều rồi, con bơm tay nha. Đó, em báo giá luôn. Lên mã em sẽ là con bơm tay inox nhá. Đấy, bơm tay inox này, bơm tay inox nhá. Con này thì giá hiện tại bên em đang gửi bác giá sẽ là 150.000 một cây, 150k. Các bác cứ nhận hàng kiểm tra bơm thử cho em thoải mái nhá. Nên là các bác yên tâm đi. Có phần đồng hồ
Báo áp suất này, rồi là phần dây bơm nhá. Dây bơm thì có phần đầu bơm xe đạp xe máy các thứ cho em thoải mái. Con này các bác bơm xe đạp xe máy là quá ok rồi. Sử dụng gia đình thì rất là hợp lý luôn. Phần dây bơm thì chống cập chống rẫy nhá. Dây bơm siêu bền này, chống cập chống rẫy các bác cứ bóp thoải mái cho em này. Thả tay ra cái này, lại về bình thường ngay. Đấy, không có vết lằn luôn. Rất là hay nhá, dây bơm chống cập chống rẫy. Phần thân bơm này thiết kế cực kỳ chắc chắn, inox nên là dùng rất là bền. Cái phần ti bơm này rất là to này. Đấy, ti bơm rất to, tay cầm nhá. Các bác cứ nhận hàng kiểm tra, bơm thử cho em, lượng hơi vào cực kỳ khỏe, vào rất là nhanh, bơm rất là nhanh và nó bơm rất là nhẹ các bạn. Bơm hay của sản phẩm bơm rất là nhẹ nên là ví dụ như là người già hoặc là trẻ em đều có thể bơm được luôn. Đó nhá, không sợ là bị nặng quá đâu ạ, không sợ bị nặng quá đâu, bơm rất nhẹ nhàng luôn. Đây. Đó, rất nhẹ nhàng và trơn tru nhá. Đó, các bác cứ nhận hàng kiểm tra bơm thử cho em. Nó gọi là bơm tay inox nhá, thiết kế inox rất là bền. Hàng của thương hiệu Kirito Made in Japan. Đó, 150.000 một cây nhá. 150k cho mỗi cây bơm tay inox này, 150.000 một cây nhá. Đấy, 150k. Đây em ghi lại cái giá đây nhá. 150k này. Đấy, 150.000 một cây. Đấy, bơm tay inox nhá. Có phần đồng hồ đo áp suất, dây bơm chống gập chống gãy nhá. Hàng này thì quá ok luôn rồi. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mà hàng đó là cái bộ dây cô bình của Đức này. Đấy, hàng này của thương hiệu Butter Cable nhá, Butter Cable của Đức. Đó, bộ này thì công suất là 2000A, các bác dùng câu ắc quy bình xe ô tô thì thoải mái. Cái con này thì chức năng của nó dùng đấy là trong những cái việc ví dụ như là vấn đề là xe của các bác bị chết máy mà các bác cần đề. Đấy, cần đề thì phải có ắc quy. Mà ắc quy không có thì các bác có thể lôi cái bộ này ra và nhờ những cái xe bên cạnh hoặc là những cái xe anh em thứ nào các bác nhờ là các bác lấy cái bộ này ra, các bác câu từ cái bình của người ta sang cái bình của bác nhá, để các bác đề nổ được xe của mình. Đấy, dùng cho xe ô tô thì con này quá hợp lý rồi. Một bộ này sẽ gồm có là hai dây, một dây đỏ và một dây đen để các bác phân biệt đầu âm đầu dương. Và nó có phần đầu kẹp ở hai đầu luôn này. Đây một bên này. Ở bên này một bên này. Đấy thì các bác kẹp từ cái bình nọ sang bình kia là xong. Đó, phần kẹp nhá. Phần kẹp này, kẹp cực kỳ chặt chắc luôn, kẹp rất chắc và rất là chặt. Phần dây của nó sẽ là dây lõi đồng nhá. Đấy các nhìn này. Dây lõi đồng rất là to, đấy đâu, này dây lõi đồng rất là to này, đấy mình nhìn rõ này, đấy dây lõi đồng rất là to luôn nhá. Bộ này thì em báo giá luôn, bộ này thì một bộ là bao gồm cả dây cả túi đựng nhà này, với giá sẽ là 170.000. Thì các bác cứ lên mã thì em sẽ là dây câu bình nhá, dây câu bình một sợi này dài là 3 mét này, một sợi dài 3 mét, hai sợi là 6 mét nhá, dây câu bình, đấy, dây câu bình này. Với giá sẽ là 170k một bộ nhá, 170k bộ thôi. Nói chung là các bác có ô tô thì nên sắm cho em một cái bộ như này. Đấy, trong những cái trường hợp mà không may thôi. Đấy, thực ra thì mình không mong muốn đâu nhưng mà mình cũng có nên những cái mà mình vứt trên xe. Đôi khi rất là cần đấy, chẳng may rồi mình. Đến lúc mà mình cần thiết là không kiếm đâu ạ, không kiếm đâu. Đấy nên là mình cứ vứt phòng trừ trên xe, không may xảy ra vấn đề thì mình có cái để mình sử dụng, sửa chữa nhá. Đấy, 170.000 thôi, giá rất là bình dân hạt rẻ. Sử dụng đề xe ô tô cho em, các thứ câu bình từ bình nọ sang bình kia ok. 170.000 cho một cái dây câu bình như này các nhá, 170k. Hàng dây rất là to, hàng dây chống gập chống rối này. Đấy, dây rất là mềm và lõi đồng luôn nhá. Phần tay cạp các thứ này quá ok luôn. Đấy, tay cạp các thứ quá ok, chặt chẽ ngon lành. Đấy, một dây này dài là 3 mét nhá, có phần đánh dấu cực âm cực dương luôn để các bác xài. Đó, 170k một sợi dây câu bình như này. Tiếp theo thì lên luôn cho bác mà hàng đó là cái bộ mũi khoan đa năng. Lên mãi em sẽ cái bộ mũi khoan đa năng. Tiếp tục hàng lại về nhá. Bộ mũi khoan đa năng này thì một bộ sẽ gồm có là 5 mũi thôi nhá. Một bộ là 5 mũi. Thì cái lô này nó về là nó sẽ có là 2 mũi 4. 2 mũi 4 là hai cái mũi mà sử dụng phổ thông nhất, nhiều nhất ở trong gia đình nhà mình nhá. Đấy, 2 mũi 4 luôn. 2 mũi 4 nhá. Đây. À 2 mũi 6 ạ. Nhầm là 2 mũi 6 nhá. 2 mũi 6. Một mũi mũi này là mũi 8 này, mũi 8. Đây mũi 8 này. Một mũi 10 này và một mũi 12 thì bên em sẽ bán theo một bộ như này luôn nhá, bán theo một cả một bộ này luôn. Đó thì một cái bộ mũi khoan đa năng nha. Các bác xài sử dụng là với giá sẽ là 130k nhá. Lên mã em sẽ là cái bộ mũi khoan đa năng nhá. 130k, cái này thì các bác có thể khoan đa năng, gạch men này, khoan bê tông này, khoan gỗ, khoan các thứ các kiểu luôn. Đấy, khoan đa năng nhá. Một bộ là 5 mũi, 2 mũi 6 nhá, 6 này, 8 này, 10 này và 12 này thì tổng sẽ có là 5 mũi nhá. Với giá sẽ là 130.000 một bộ mũi khoan đa năng này, 130.000 thôi. Đây này, cho các bác coi về cái phần đầu của cái mũi này. Cái hay của cái sản phẩm này nó là cái phần đầu mũi là cái phần đầu là cái đầu tên lửa.
cái đầu của nó là cái đầu tên lửa nhá. Nên là khi mà các bác xài ấy, các bác xài ấy, là các ví dụ đặc biệt là các bác khoan những cái chỗ vị trí mà nó trơn hay trơn trượt, đặc biệt là ví dụ như là gạch men là các bác khoan là hay trơn trượt là nó ví dụ thứ nhất là nó bị sai cái phần vị trí các bác cần khoan, mà thứ hai là nó hay bị trượt, mà trượt là rất hay bị vỡ đá. Đấy, cái khoan gạch men nó rất là khó khoan. Thì đây, cái con này nó là cái đầu tên lửa, nên khi bác khoan thì các bác cứ nhấp từ từ cho em, và nó vào rất là ngọt luôn, vào cực kỳ ngọt nhé. Đấy, vào rất là ngọt. Cái này em cũng đã đang xài rồi nên là em thấy rất là ok đó. À, bộ mũi khoan là đang 5 mũi nhá, là 130.000 một bộ, 5 mũi này là 2 mũi 6, 1 mũi 8, 1 mũi 10 và 1 mũi 12. Một bộ này thì các bác xài gia đình này, anh em tạo thuyền này, xài cho em thoải mái luôn. Đó, 130.000 một bộ nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mặt hàng, đó là cái con kìm cắt ống size 42. Hàng này thì của Kabushi Japan. Đấy, con này là kìm cắt ống nhá, về để chuyên các bác cắt ống nước, sửa chữa điện nước nhà mình. Đấy, sử dụng gia đình nhà anh em thợ thuyền này, ok em luôn. Con này các bác cắt được là từ ống nhỏ nhất đấy, cho đến ống lớn nhất sẽ là ống 42. Đấy, nói chung là các bác cắt là từ ống 42 trở về nhá. Thì các bác cứ cho vào, sau đó nó bấm thôi, bấm thôi là nó sẽ cạp dần và nó cắt rất là ngọt luôn. Cái hay của cái sản phẩm này là các bác không cần phải cưa kiếc gì mà cắt nó nhàn, mà thứ hai là cái đường ống các bác cắt nó rất là mịn. Đấy, nó không bị cái ba vi rồi là những cái vụn ống, nó cắt bình thường các bác cắt cưa các máy cái thứ hay bị vụn ống nhá. Nhưng con này là cắt nó không bị ba vi, nó không bị vụn ống, mà nó ra cái đường cắt nó rất là mịn nhá. Và lưỡi kỳ sắc bén luôn. Đây, lưỡi sắc, nói chung là dao thì không vấn đề, à dao còn gấp 3 lần dao, lưỡi sắc kinh khủng luôn, cắt ngọt lắm. Đấy, hàng của Kabushi Japan này. Đấy, Kabushi Japan, quá ok luôn. Đó, cứ bấm nhấp đều xem cái nào nó cắt có thấy không? Rất dễ sử dụng nhá. Kìm cắt ống này là kìm cắt ống từ ống 42 trở về nhá. Lớn nhất là các bác cắt được là ống 42. Đấy, nói chung là dùng gia đình, anh em thợ thuyền dùng con này cho em ok luôn. 100.000 có nhá, 100.000 bộ này, 100.000 cho một bộ này. Mắc của nó sẽ mắc là phi 42, ống phi 42 trở về. Lên mã nha, sẽ là cái kìm cắt ống 42 nhá. À, cái kéo cắt ống 42. Kéo cắt ống 42 nhá. Với giá sẽ là đi 100.000 cho một cái con kéo cắt ống 42 nhá, 100.000 một cây. Đó, giá hạt rẻ mà sản phẩm dùng ok lắm. Nói chung là trong gia đình nhà mình nên có một cái sản phẩm như này. Đôi khi là các bác sửa chữa ống nước, ống nhiếc, có con này dùng cực kỳ tiện luôn. Đấy, dùng rất tiện mà nó dễ dàng sử dụng nhá. Dễ sử dụng, các bác không cần phải cưa kiếc, kéo kiếc là lôi ra cắt nó lành cành. Nếu con này chỉ việc là cho vào các bác cạp, bóp cho em vài bóp là đứt ngay thôi. Rất là dễ sử dụng, ok luôn. 100k nhá, 100k. Kìm cắt ống 42 nhá. Đấy, 42. 42 trở về. Sẽ có bán theo thùng nhá và có bán theo túi. Thì một thùng này là 20 gói này. Một thùng là 20 gói. Với giá là đi 20 gói giấy này. 20 gói nhá. Với giá là 150k, 150k. Còn nếu mà các bác mua lẻ một gói như em vừa cho bác coi đấy, một gói thì là 10.000 một gói thôi, 10k. Đấy, các bác có thể mua theo gói hoặc mua theo thùng. Một thùng này, một thùng giấy ăn, cứ lên mã em sẽ là một thùng giấy ăn nhá. Một thùng giấy ăn thì sẽ là 20 gói là 150.000. Còn các bác mua lẻ một gói giấy ăn nhá là 10.000 cho một gói giấy ăn. Đấy, 10.000 một gói giấy ăn. Thì đây, một gói à, một thùng của nó đây nhá, một thùng là 20 gói này. Đấy, một thùng là 20 gói như này. Đấy, dùng thoải mái luôn, mà giá nó chỉ có 150.000 thôi. Tính ra rất là rẻ luôn. Đấy, tính ra rất rẻ luôn. Một túi giấy 460 tờ như này là 10.000, thì cứ lên mã em sẽ là túi giấy ăn nhá là 10.000. Còn các bác lấy theo thùng thì sẽ là 150.000 cho 20 túi nhá, 150.000 cho 20 túi. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mặt hàng, đó là cái mũ tay bèo này, mũ tay bèo. Đấy, về các bác mua về để đội chống nắng này, hoặc các bác đi làm, đi chơi, đi du lịch đều được đội hết luôn. Mũ rất là đẹp nhá. Chất liệu thì là vải cốt tông. Đấy, có phần vành lưới này, các bác đội rất là mát luôn. Đó, các bác nào hay đi lao động này, làm việc này, đi chơi này, đi du lịch này. Đấy, mình đi chơi đi du lịch nhiều khi cũng rất là cần những cái con mũ vành to này. Đi nhiều khi nó nắng nôi ấy, thì các bác đội con này cho em, chống nắng rất là tốt nhá. Cái phần vành mũ nó thò ra nó rất là to, nên là nó cái khả năng che phủ, bao phủ nó rất là ok. Đây, có cả cái phần dây ấy nhá, cái dây để các bác cạp xuống phần cổ, phần cằm ấy, nó không bị bay mũ mỗi khi các bác đội. Đó, phần bên trong này có phần vành lưới này, các bác đội nó không bị bết tóc, bết đầu, đội rất là mát luôn. Đó, giá thì bình dân là rẻ thôi. Đấy, hôm nay em cũng xả kho luôn. Cứ trước thì đang bán cái mũ này là 50.000, hôm nay em còn mấy ít nữa em lên mã xả kho luôn. Cứ lên mã thì em sẽ là sản phẩm là cái này là cái mũ tai bèo nhá, mũ tai bèo. Đấy, mũ tai bèo. Với giá sẽ là đi 30.000 thôi, 30k trong một chiếc thôi nhá, 30.000 thôi. Bán nhanh thanh lý xả kho luôn này.
30k cho một chiếc mũ tai bèo như này, quá ok quá đẹp luôn ạ. À. 30k một chiếc thôi nhá. Các bác nhanh tay chốt luôn này. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái lô nho của Mỹ này, lô nho Mỹ, cái này là nho khô nhá. Hàng này hàng Rising, Rising thì chắc là nhiều bác biết rồi. Và size của nó sẽ là size jumbo là size to nhá, quả to đấy. Đây, hàng USA này, cờ Mỹ này, thấy không? Rất xịn luôn, các bác mua về làm quà này, mua về biếu tặng này, mua về sử dụng này. Đấy, trong dịp cuối năm Tết nhất này. Rất là ngon luôn, nho này ngon lắm. Nho này em đã ăn và xài rồi, em thấy ok, em nhập về gửi các bác luôn. Một túi này là 1 ký nhá, một túi là 1 ký. Hàng này là hàng size lớn nhá, hàng size lớn. Đây, date của nó này. Date của nó là 26 tháng 12 2025 nên là các bác cứ dùng cho em thoải mái luôn. Đấy, dùng cho em thoải mái luôn. Hàng size to. Đây nhà em đang xài, em đang ăn một gói đây. Size nó size to, quả nó to lắm. Đây này các bác nhìn này, quả nó to và nó mọng, nó rất là đều quả luôn. Đó, quả rất ok. Ăn nó nho khô nhưng mà cảm giác là các bác ăn như nho tươi luôn. Mời các bác nhá, ăn rất là ngon luôn. Và cái hay của cái sản phẩm này này là khi mà các bác sử dụng ấy, bình thường các bác mua những cái nho trôi nổi trên thị trường ấy, các bác ăn nó rất là nhiều cặn, là do người ta phơi ở những cái chỗ nó không đảm bảo vệ sinh. Nhưng mà cái sản phẩm này là nó là hàng của Mỹ, nó không phơi mà nó là cái công nghệ sấy thăng hoa các bác. Cái công nghệ sấy thăng hoa nó là cái công nghệ mới bây giờ, nghĩa là nó sẽ cho vào phòng sấy nó sấy, và những cái phòng ấy là nó cái phòng đặc biệt, phòng vô trùng rồi, nên là các bác yên tâm là nó không bị cát bụi hay là không bị vi trùng vi khuẩn gì. Nên là các bác sử dụng, các bác cứ ăn thử thì các bác sẽ thấy sự đặc biệt của sản phẩm luôn. Đây các bác nhìn này, quả sai của nó rất là to luôn nhé. Đó, giá thì bình dân thôi các bạn, giá bình dân lắm. Một cái hộp này thì bên em đang gửi bác là 90k thôi, 90k nhá. Cứ lên mã cho em sẽ là nho khô Mỹ. Đấy, nho khô Mỹ nhá, với giá sẽ là 90.000 cho một cái hộp nho khô Mỹ nha. 90.000 thôi, khá là ok đấy. Đây, Made in USA này. Đó, hàng của Rising nhá. Cái này thì thương hiệu này rất là nổi tiếng, chuyên về những cái đồ khô, đồ nông sản rất là ok rồi. Đó, 90k một túi nhá. 90k một túi. Thực tế em đã đang dùng đây, đang sử dụng đây. Các bác cứ ăn và cảm nhận xem, thấy rất là ok luôn. Em thấy rất là, ăn rất là ok. Công nghệ sấy thăng hoa, công nghệ sấy đời mới, nên là sử dụng cho ra cái sản phẩm nó vẫn đảm bảo cái độ tươi ngon, chất lượng của cái sản phẩm nho. Đó, 90k một hộp nho khô Mỹ các bác nhá. 90k một hộp. Sản phẩm tiếp theo thì em lên nhanh bác luôn, đó là cái lọ keo đa năng. Đấy, cái lọ tuyếp keo đa năng bên em đang bán một lọ tuyếp keo đa năng này với giá sẽ là 20k một hộp nhá. 20k một hộp keo đa năng nha. Và các bác lấy 3 hộp thì sẽ là 50k. 3 hộp là 50k, còn các bác mua lẻ một hộp thì sẽ là 20k một hộp nhá. Một tuyếp keo này thì sẽ có trọng lượng là 60g, các bác dính cho em các loại vật liệu luôn. Đấy, lên mã em sẽ là keo đa năng nhá. Tiếp theo này cũng là một cái sản phẩm về để các bác trang trí Noel này. Đấy, bác nào mà nhà cửa muốn trang hoàng lộng lẫy trong cái dịp Noel thì các bác Giáng sinh thì các bác mua cho em cái bộ nháy này về. Đấy, bộ nháy này thì giá nó cực kỳ rẻ mà rất là đẹp luôn. Đấy, đấy là cái bộ nháy kim cương nhá, bộ nháy kim cương. Đây, đấy cái bộ nháy kim cương này rất đẹp luôn. Bộ này thì chiều dài của nó là vào là 40m nhá, 40m, có cả cái phần cục điều chỉnh các chế độ nháy này. Cắm trực tiếp vào điện 220 là các bác xài cho em thôi, rất ok. Đấy, đèn led nó khá là đẹp và cực kỳ sáng nhá. Đấy, khá đẹp cực kỳ sáng luôn. Rất nhiều màu sắc khác nhau và có các chế độ này. Đấy, các chế độ luôn. Dài là 40m nhá, dài là 40m nên là các bác răng những cái không gian rộng. Đấy, không gian rộng. Cần nhiều bóng nháy thì các bác mua cho em cái bộ này về. Mà giá của nó thì cực kỳ là bình dân và rẻ luôn. Giá của nó thì hiện tại bên em đang gửi bác một cái bộ này với giá sẽ là đi 70.000 một bộ nhá, 70.000 một bộ này. Cứ lên mã giúp em sẽ là sản phẩm là nháy kim cương nhá, nháy kim cương. Đấy, đèn nháy kim cương hoặc là dây nháy kim cương. Dài 40m nhá. Dài 40m, em nhắc lại lần nữa là dài 40m luôn, rất là dài đấy. Đấy, 40m rất là dài. Giá của nó sẽ là 70k nhá, 70k một bộ này. Đấy, 70k cho một cái bộ đèn nháy kim cương dài 40m nha, có cả một cái cục điều khiển ở đây luôn. Đấy, về đây các bác cứ cắm trực tiếp vào nguồn 220, điện 220 là các bác xài thôi. Đấy, nó đã cuộn sẵn này rồi thì về các bác gỡ ra nó rất là dễ. Đấy, cuộn sẵn này về các bác gỡ ra dễ. Đây là cái phần nháy nó này, nó là dạng kim cương này các bác nhỉ. Đấy, nó dạng kim cương nhá. Đấy, nên em lên luôn mã sẽ là nháy kim cương dài 40m nhá. Giá đang gửi bác một cái cuộn nháy dài 40m này là 70.000 một cuộn nhá, 70.000 một cuộn.
Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng, đó là cái phích cắm diệt, báo giá bác luôn này. Đang bán bác là 10.000 cho một cái cây phích cắm diệt này, 10k một chiếc nhá. Đấy, nó là phích cắm chân diệt để về chuyên để các bác cắm vào cái những cái ổ điện Nhật nhá. Ổ điện Nhật là người ta hay dùng chân diệt, nên là các bác đôi khi được các bác mua ngoài trường ấy là nó hầu như toàn chân tròn thôi. Mà Việt Nam bây giờ cũng hầu như phổ thông toàn chân tròn. Đôi khi rất là khó kiếm. Đây thì các bác mua cho em cái phích này về các bác cắm vào chuyên vào cắm ổ điện Nhật này. Đó. Con này là dòng phích chống va đập chống vỡ rất là tốt nhá. Giá thì hạt rẻ bình dân chỉ có 10.000 thôi. Đấy. Chân của nó sẽ là chân đồng, cực kỳ chắc chắn luôn. Về các bác xoáy cho em cái đốc ra, mở cái nắp ra, đấu cái dây vào là xong. Đấy, đấu dây vào là xài thôi. Đó, phích cắm chân dẹt nhá. 10.000 cho một chiếc phích cắm chân dẹt này. Đấy, phích cắm chống va đập nhá, chống vỡ, chống cháy. Đó, giá hạt rẻ mà sản phẩm dùng ok lắm. Đấy, cắm nó chắc chắn mà không bị mô ve, không đánh lửa thứ gì nhá. Hàng chân đồng tiếp điểm tốt, 10.000 các bác nhá. 10k một chiếc thôi. Đấy, các bác nào bữa trước chưa chốt được thì hôm nay tranh thủ chốt luôn nhá. Phích cắm chân dẹt nhá. Đang gửi bác giá sẽ là 10.000 cho một chiếc phích cắm chân dẹt nha. Shop tiếp tục về mã hàng đó là dòng ghế xếp nhá, ghế xếp, ghế câu này. Dùng để các bác đi câu đi kẹo được, các bác sử dụng mang đi du lịch, đi chơi, đi picnic này, dã ngoại này, rồi đi câu rất ok nhá. Đây, bình thường thì nó sẽ xếp gọn vào như này. Đấy, còn không thì khi bác mở ra này, đó là thành một chiếc ghế rất là to nhá. Hàng này thì là hàng bãi Nhật nhưng mà là hàng bãi mới nhá, hàng bãi mới đây. Hàng made in Japan. Đó. Con này thì phần khung của nó sẽ là khung thép nhá, khung thép sơn tĩnh điện. Đấy, khung thép sơn tĩnh điện này, khung rất là dày nhá, khung thép dày lắm. Có phần đế chân chống trơn trượt này. Đấy, toàn bộ đều có đế chân hết luôn nhá. Bốn đế đều có đế chân luôn. Đấy, đinh tán, ốc các thứ đầy đủ ngon lành xịn sò luôn. Và đây là dòng vải dù nhá. Đấy. Phần ghế thì phần bạt ghế thì sẽ là vải dù và vải dù hai lớp luôn. Vải dù hai lớp các bác ngồi rất là thích, ngồi cực kỳ chắc. Đây con nhìn này. Những cái phần đường kim mũi chỉ khâu rất là cẩn thận này. Đây những cái phần bo góc này các bác nhìn này. Đấy, để khi mà các bác ngồi là nó không bị rách góc hay nhiều cả, nó bo góc rất là cẩn thận luôn. Nói chung là hàng Nhật người ta làm rất là chi tiết cẩn thận. Hàng của Made in Japan cho em nhá. Đó. Ghế câu. Và khi mà các bác mua hàng thì sẽ có tặng kèm luôn bác là một cái túi đựng nha. Đấy thì có các bác có thể là xách đi mang lại này. Đấy, các bác gấp gọn vào các bác bỏ vào túi nhá. Đây em sẽ đo về cái phần kích thước của cái ghế này nhá. Các bác cùng xem này. Đây bây giờ em sẽ đo này. Con này thì phần tổng chiều cao ghế của nó vào là đi 60 nhá. Tổng chiều cao ghế là 60. Đó. Phần cái phần bản rộng ghế sẽ là đi 35 này. Đấy 35, 35 x 35 nhá. Đấy bản rộng và bản sâu ghế là 35. Các bác ngồi rất là vuông chân. Đấy ngồi rất là vuông chân, một con ghế rất là đẹp chắc chắn lắm. Cái này thì bán nhiều rồi. Bữa trước thì đang bán cháy hàng luôn, thì hôm nay là những bác nào mà hiện tại là bữa trước mà chưa chốt được thì các bác tranh thủ chốt luôn. Giá thì bên em vẫn đang rất là bình ổn giá cho bác nhá. Và em báo giá luôn, lên mã em sẽ là sản phẩm là ghế câu, ghế xếp nhá. Thì bên em đang bán một chiếc ghế câu, ghế xếp này có giá sẽ là đi 150k nhá, 150k. Đấy. Lên mã em sẽ là ghế câu này, ghế câu. Ghế câu này. Ghế câu nhá. 150.000 một cây. Đấy 150k một cây. Giá này gọi là giá bao giá thị trường luôn đấy, mà lại còn hàng của Nhật luôn, xịn sò ngon lành này. Giá cực kỳ tốt, giá chỉ 150k một cây thôi. Dùng rất ok, ghế rất đẹp luôn nhá. 150.000 một chiếc nhá cô nhá. Đấy, nhanh tay chốt đơn vào việc luôn. Về các bác ngồi để mình đi câu đi kẹo đi du lịch rồi đi cà phê cà pháo, các bác ngồi rất là vuông chân nhá. Đây cô nhá, đây là người mẫu như em đang ngồi này. Đấy, ngồi rất là vuông chân này, thoải mái này. Đấy, chân vuông chữ điền ngon lành cành đào luôn nhá. Đó, ngồi chắc dặn dặn mấy phát à. Dặn mấy phát à. Đấy, có thấy không? Nó thiết kế sợi vải bố này chắc lắm. Các bác ngồi cứ dặn thoải mái, con này người còn tầm 70-80 cân lên cho em là cứ thoải mái đi. Đó. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Đấy đây. Test thực tế sản phẩm luôn nhá. Đó, ghế rất là ngon luôn này. Xịn sò đấy, chắc chắn không? Đây các bác nhìn ông rất là béo này. Đó, ngồi thoải mái luôn. À đây. Có mấy chi tiết nữa là bên hông nó có một cái túi nhá. Đây các bác cùng xem một cái túi này. Đấy là các bác có thể để đồ nhá. Đấy các bác có thể để đồ để đạp vào. Đó, thấy cái túi bên hông không? Đây em sẽ quay luôn cho bác cái túi bên hông này. Đây, em quên không giới thiệu luôn. Đây là cái túi bên hông nhá. Đó là nó có một cái túi bên hông luôn để các bác có thể là khi mà mình ngồi mình có đồ đạc gì mình để luôn vào đây. Đấy điện thoại rồi là bao thuốc hay các thứ những cái đồ đạc nhà mình. Đó, mình để vào nhá. Hàng Made in Japan cho em luôn, rất đẹp nhá. Ghế cực kỳ đẹp luôn đấy, dạng vải bố có thể được gấp gọn vào. 150.000 một cây nhá. Hàng số lượng có hạn đấy. Vì bữa trước là nhiều bác chốt rồi cũng lại trượt đấy, thì lần này các bác yên tâm đi, số lượng ít lắm, không có nhiều đâu ạ. Nó chắc là vài chục chiếc thôi. Nên là các bác tranh thủ chốt luôn nhá. Ghế câu 150.000 một cây ghế câu nhá. Cái sản phẩm này cũng rất là nhiều bác hỏi này. Đó là cái bộ nồi Đức 6 món nhá. Bộ nồi Đức 6 món hàng với shop tiếp tục hàng về này.
Đấy, thì để phục vụ các bác cái dịp cuối năm các bác mua về để sử dụng gia đình các thứ này, rất ok luôn. Đó thì em báo giá luôn nhá, báo giá luôn. Giá này thì gần như là giá tốt nhất thị trường luôn. Lên mã em sẽ là cái bộ nồi Đức này, bộ nồi Đức. Bộ nồi Đức này thì bên em sẽ có hai hình thức thanh toán nhá. Các bác có thể chuyển khoản hoặc là mua trực tiếp ship code thôi nhá. Nếu mà chuyển khoản thì bên em sẽ tính cho bác sẽ là bao nhiêu nhỉ? 650.000 thôi nhá. Chuyển khoản hết thì sẽ là 650k. Và các bác nếu mà các bác mua ship code, đấy ship code thì sẽ là đi 700. Ship code thì giá sẽ là 700, hai cái chênh nhau 50.000 nhá. Và các bác mua thì sẽ đều được bao ship luôn. Giá này gần như là giá tốt nhất thị trường luôn đấy, không có giá này đâu các bạn. Đó. Đây. Mong các bác coi bộ nồi nhá. Đấy, nó sẽ gồm có là 6 món này, 1 2 3 4 5 xong một chảo nhá, 5 xong một chảo và đầy đủ đi kèm là nó có vung nắp đậy hết đầy đủ hết luôn. Rất là xịn luôn. Hàng mới nguyên siêu, hàng của Đức này. Made in Gạc Mani này. Đó, made in Gạc Mani nhá. Quá xịn sò luôn. Đây, đó, giấy giếc đầy đủ luôn này. 6 sản phẩm này, 1 2 3 4 5 6 này, đó. Hàng của Đức nhá, made in Gạc Mani. Chuyển khoản hết thì sẽ là 650.000, còn các bác mua theo hình thức ship code thì sẽ là 700.000. Tùy nhu cầu nhá. Đấy thì em khuyên các bác thì các bác nếu mà các bác có tài khoản thì các bác nên chuyển luôn. Để bên em vừa gửi hàng nhanh và thứ hai là nó giá sẽ được giảm giảm các bác nhá. Giá sẽ được giảm đây. Đầu tiên sẽ là một cái song to này. Đấy, một cái song to nhá. Rất ok luôn. Hàng này của nó sẽ hàng năm đáy, năm lớp luôn này. Đấy, song to. Hàng này năm đáy, năm lớp đầy đủ hết luôn nhá. Vung là toàn bộ vung của nó đều là vung kính cường lực trong suốt luôn. Đây, vung kính cường lực trong suốt này, rất là xịn sò nha. Đây, đáy năm lớp này, đó. England này, đó, rất ok nhá. Chữ trước là dập chìm hết luôn ở trên cái phần đáy song này. Đấy, 5 lớp luôn nhá. Đấy, 5 lớp luôn. Quá dày, rất là trắng luôn. Con này thì các bác dùng thì cứ bao dùng bao xài ra đi. Không có gì phải chê về cái sản phẩm này cả. Em bán rất là nhiều rồi. Đó, một thời gian bên em nghỉ không bán vì hàng nó cũng chưa đều. Đấy, đợt này thì hàng nó đều rồi nên là sẽ nhập số lượng lớn về để bán cho bác luôn. Đây, con này là con nhớ nhớ này, có vung viếc đầy đủ hết luôn nhá. Đấy, có vung viếc đầy đủ hết luôn. Đây một con này nữa này, đấy một con này nữa này. Thôi nói chung em quay lướt thôi, em cũng không quay chi tiết đâu. Đó, vung viếc nói chung là đầy đủ, vung viếc đầy đủ hết luôn. Xong thì trực tiếp đây. Đấy, cái này con này nấu bột này hoặc các bác úp bát mì thứ đánh rất ok, có tay cầm nhá, chắc chắn chất lượng luôn. Hàng bóng đẹp tuyệt vời luôn, sáng trưng luôn này. Đấy, dày dẫn chắc chắn lắm nhá, tay cầm đầy đủ luôn, có vung viếc đầy đủ hết luôn nhá. Đây, có vung viếc ngon lành luôn này. Đó, rồi đây là cái con chảo này. Đấy, trong cái bộ này là có một cái con chảo nhá, chảo là có một lớp chống dính luôn. Đấy, chảo trong có lớp chống dính rất xịn sò. Đấy, con này đường kính chảo chắc có dơ của tầm 25 cm nhá, dơ của tầm 25 cm. Đấy, các bác dán xào nấu cho em thoải mái luôn nhá. Đó, hàng năm đáy này. Đó, chữ trước đầy đủ ở cái phần đáy nồi này, chắc chắn. Bộ này thì các bác dùng thì yên tâm về bao dùng bao bền luôn. Đó, vung viếc đầy đủ nhá. Toàn bộ là đều có vung, 6 món là đều có vung hết luôn. Đây, 6 món là đều có vung hết đi kèm nhá. Sẽ gồm có là 1 2 3 4 bốn cái nồi này, bốn cái nồi có quai quai B này, một cái nồi có tay cầm như kiểu cái nồi nấu cháo này và một cái chảo rán luôn nhá. Tổng thì sẽ gồm có là 6 món hàng của Đức nhá. Đó. Và em báo giá lại một lần nữa này. Các bác chuyển khoản hết thì giá sẽ là 650.000. Đấy. Chuyển khoản hết. Chuyển khoản hết là 650k. Còn các bác ship code là giá sẽ là 700k. Giá này là em sẽ bao ship cho bác tất luôn nhá, ưu đãi cực kỳ luôn. Đấy, giá sẽ được bao ship cho bác tất luôn. Đó. Đấy thì các bác có nhu cầu về cái sản phẩm này thì cứ vui lòng liên hệ trực tiếp với hai cái số điện thoại nhá, em đang gắn trực tiếp ở trên mình đây. Đấy, các bác cùng xem lại lần nữa đây. Đấy, bộ nồi rất là đẹp luôn, hàng mới nguyên thùng nhá. Hàng các bác cứ kiểm tra sau đó các bác khui ra cho em. Bộ nồi Đức 6 món nhá, 6 món. Chuyển khoản 650.000, ship code 700. Hai giá này đều được bao ship hết luôn nhá. Đó, thì các bác có thể tham khảo bộ này thì nói chung là cũng khá nhiều shop bán rồi và cũng giới thiệu rất là nhiều rồi, các bác cũng xem rất là nhiều rồi.
Bây giờ quan trọng chủ yếu là cái giá thôi. Đấy, cái giá thì nó tốt thì các bác mua nhá, xúc luôn. Đó. Một cái lưu ý nhỏ nhỏ là nhiều bác hỏi là cái bộ nồi này có đun được bếp từ không? Đấy thì em nói luôn nhá, cái bộ nồi này thì các bác có thể đun các loại bếp luôn nhá. Đấy, từ bếp ga, bếp từ, bếp củi, bếp rơm, bếp hồng ngoại, tất cả các loại bếp luôn. Con này nó không kén bếp đâu nhá, không kén bếp đâu. Bếp nào các bác cũng đun được hết nhá, đặc biệt là bếp từ đun được hết luôn nhá. Đấy, đặc biệt là bếp từ đun được hết luôn, nên các yên tâm là sử dụng thoải mái. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác màng đó là cái bịch nho khô của Mỹ này. Đấy, nho khô của Mỹ nhá, xịn luôn. Đây, vừa bóc ra cho mời các bác thưởng thức tí nhá. Bóc ra ăn thử và thấy rất là ngon luôn ạ. Em tưởng là nó cũng tương đối thôi nhưng mà em thấy rất là ngon. Ngon lắm ạ. Đang mời các bác nhá. Nho rất là đều và to. Đây. Nho nó rất là đều và to này. Và nó không bị sạn quá nhá. Đấy, cái ưu điểm của sản phẩm này là nó không bị sạn. Bình thường ấy là các bác mua thị trường ấy là nó sạn nhiều lắm. Vì cái nho này thì cũng rất là nhiều người bảo là nó phơi linh tinh ấy. Đấy, nhưng mà nho này hàng của Mỹ nên là nó công nghệ nó là cái công nghệ phơi sấy thăng hoa, nên là nó sấy trong phòng phòng kín ạ, phòng kín nên là nó không có bị sạn này, nó không bị vi trùng vi khuẩn, rất là sạch sẽ luôn. Các bác cứ ăn thử đi em, nếu mà thấy rất là ok đấy. 90k thôi nha, 90k. Cứ lên mã em sẽ là cái bịch nho khô Mỹ nhá. Đấy thì về các bác chuẩn bị ăn Tết là nhất này, rồi là các bác mua về làm quà hoặc là mua về mình sử dụng ăn trơn bời ăn vặt cũng rất là hay. Đây, USA này. Một túi này là 1 cân nhá, một túi là 1 cân đấy. Chỉ có 90 ngàn thôi. Em ăn thấy khá là ok đấy các bạn. Ăn thấy khá là ngon, cái vị nho nó rất là đặc trưng luôn. Vị nho chuẩn nho khô luôn nhá, chuẩn nho khô nhá, chuẩn nho khô nho chuẩn luôn đấy các bạn. Ăn rất là ngon luôn đấy. 90k mà nhá, 90k. Lên mã em sẽ là nho khô Mỹ nhá. Thì đây, nó nguyên hộp như này. Và bên trong là một cái túi. Đó. Xịn sò lắm các bạn. Hàng này nó là size to nhá, hàng size to, hàng size lớn đấy này, jumbo size này, hàng size lớn đấy. Hàng size lớn. Date 2025 luôn nhá, date dài luôn, date lâu, date dài quá nhá, date lâu, date dài luôn đấy. Đó thì lên mã em sẽ là cái nho khô Mỹ nhá, nho khô Mỹ. Sẽ là 90k một hộp này nhầy, một hộp là 1 cân nhá, một hộp là 1 cân đấy. Chỉ có 90 ngàn thôi, giá rất hạt rẻ bình dân luôn. Đấy, bán nhanh cho bác luôn. Tiếp theo đó là táo này, cũng rất là nhiều bác hỏi, đó là táo Hàn Quốc nhá, táo này là của Hàn Quốc. Táo này thì 80 ngàn nhá, 80 ngàn, một cái túi này cũng là 1 cân các bạn, một túi này là 1 cân. Táo thì cũng là táo xay to, táo khô. Táo này là về các bác cũng có thể ăn được như nho luôn. Đây, cũng có thể ăn được như nho, nên nho này em đang ăn này rất là ok luôn. Đấy, còn táo là các bác cũng có thể về sử dụng trực tiếp. Hoặc là các bác có thể ví dụ như là trưng yến này, rồi là nấu hầm thuốc bắc các thứ này. À, cũng hay có cái táo này. Lên mã em sẽ là táo Hàn Quốc nhá, táo Hàn Quốc đó. Một cái bịch táo Hàn Quốc này với giá sẽ là 80k. Một cái bịch này là 1 cân. Đấy, một bịch là 1 cân nhá. Táo Hàn Quốc nhá, táo Hàn Quốc rất ok luôn. Size thì cũng là size to nhá, để bình thường các bác nhìn cái quả này. Cái quả ở chợ các thứ các bác mua đấy, quả nó tí thôi các bác nhìn này, như ngón cái luôn, to bự luôn này. Đó, rất là to luôn, size to luôn nhá, 80k. Một cái bịch táo Hàn Quốc nha. Còn nho thì sẽ là 90k. Đấy, nho khô Mỹ thì sẽ là 90k, còn táo khô Hàn Quốc thì sẽ là 80k nhá. Đấy thì tùy nhu cầu các bác mua nhiều thì bên em sẽ gửi bác như thế nhá. Có thể là mua táo hoặc mua nho đều được. Đấy, nho cũng rất là ngon mà táo cũng rất là ngon luôn. Cái này táo này là nhiều bác tiểu đường các thứ này. Đấy, các bác cao huyết áp này ăn rất là tốt luôn này. Hoặc các bác mua về. Các bác ra mua về để ngâm rượu nhá. Cái này em cũng đang ngâm rượu thực tế rồi. Em thấy rất ok, uống rượu nó rất là dễ uống. Và các bác phi ngâm từ giờ ăn Tết là thoải mái luôn. Đấy, ngâm nó ra rất là nhanh, ngâm từ giờ ăn Tết thoải mái, ngâm rượu uống rất ok luôn. Đó. Táo Hàn Quốc 80. Còn là nho thì sẽ là 90.000 thôi nhá. Nho 90, táo 80.